Nhưng mà khi mà anh chị mà đặt mục tiêu á, thì đâu chính là cái lo ngại của mình, đâu chính là cái lo ngại của mình, đâu chính là cái lo ngại của mình, thì chúng ta có ba cái mối lo ngại lớn nhất cuộc đời của mình là gì? Hãy trả lời là đâu là cái mối lo ngại lớn nhất cuộc đời của mình. Thứ nhất là anh chị bị người khác từ chối. Cái lo ngại của mình nữa là gì ạ? Là bất an, tức là cái đứa con của mình sau này mà sao ạ, cái gia đình nhỏ của bạn sau này ạ, là không có đủ tài chính để lo con cái cho nó tốt. Hoặc là cái điều lo ngại của bạn là sợ bị từ chối, sợ người ta gì ạ, coi không ra gì, xem thường, hay là sợ người ta từ chối. Thì đó là những cái lo ngại của bạn trên cái cuộc đời mà chinh phục mục tiêu của mình. Nhưng mà không lo, đừng lo lắng điều đó. Bởi vì sao? Ai, tất cả những cái người, bạn biết không, Jack Ma ngày xưa mà ông kêu 17 người tới để ông trình bày về ý tưởng về mở ra công ty Alibaba, thì trong đó có mười mấy người từ chối, chỉ có vài người bạn thôi là đồng ý thôi. Và sau đó những người bạn đó chính là những người tỷ phú cùng với ông ta. Đó. Cho nên bạn biết là trong quá trình bạn làm việc, bạn bắt đầu thiết lập mục tiêu, bạn đạt được, thì trên được cái cuộc hành trình đó thì bạn sẽ gặp sự từ chối rất là nhiều. Và nhiều lúc chính gia đình của bạn không tin bạn đâu, cho đến khi bạn thành công. Cho nên tôi muốn báo với bạn là trong quá trình bạn làm việc, sự lo ngại hay là sự lo sợ của bạn luôn luôn có. Đó. Và tôi có một câu nói tặng cho bạn. Khi bạn đặt mục tiêu mà nó không làm cho bạn sợ hãi thì mục tiêu đó đang rất nhỏ. Tôi nhắc lại nha. Khi bạn đặt mục tiêu mà không làm cho bạn sợ hãi thì tôi cá là mục tiêu của bạn đang nhỏ lắm. Bởi vì không nhỏ với không lo sợ. Còn bất kỳ mục tiêu nào đưa ra mà lớn đều có nỗi lo cho bất an trong người hết. Nhưng mà quan tâm là gì ạ? Chúng ta vẫn phải đương đầu với nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái mục tiêu đó đủ lớn để chúng ta phải lo. Được không ạ? Đó là cái điều tôi muốn báo anh chị. Thì tôi có ba công cụ sau đây. Vậy thì một số người hỏi tôi là thầy Thông, làm thế nào để chúng tôi có thể vượt qua được cái gì ạ? Cái nỗi lo ngại về việc sợ bị từ chối hay là sợ không làm được ABC này kia. Thì tôi có lấy hình dung một cái ví dụ, đó là lưỡi dao Occam. Cái lưỡi dao Occam anh chị thấy đây là lưỡi dao cạo râu, giống như dao cạo râu á, anh chị thấy. Vậy thì cách tốt nhất có một đó là anh chị thấy cách tại sao cái lưỡi dao này có thể cắt bén tất cả những cái loại râu hiện nay. Anh chị thấy đây là cái anh nếu anh chị là nam, nếu các bạn là nam bạn đi cắt tóc thì những người thợ cắt tóc bây giờ người ta đều dùng cái lưỡi dao này, lưỡi dao Occam ha. Và cái cách mà nó cắt được các loại râu và nó cạo được cái loại râu hiện nay đó là bởi vì nó gì ạ? Nó đơn giản hóa cái cách mà nó đơn giản hóa cái vấn đề đó là cạo râu. Thì nếu như đơn và cách của nó là tiếp cận trực tiếp mục tiêu, tức là cái lưỡi dao này tiếp cận trực tiếp với cái râu của, và anh chị thấy nó cắt rất là bén và ngọt và cứ lướt như vậy, cứ chạm trực tiếp và lướt như vậy thì nó cắt hết toàn bộ cái râu trên con đường nó đi. Thì cũng vậy, để mà anh chị bước qua được cái trở ngại về cái lo sợ, về cái sự từ chối ABC này kia, thì cách tốt nhất đó là đơn giản hóa cái vấn đề đó và chúng ta sẽ tiếp cận trực tiếp cái mục tiêu. Người ta hay nói là gì ạ? Cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi là đi qua nỗi sợ hãi. Câu nói này có vẻ hơi kỳ kỳ đúng không? Nhưng mà tôi nhắc lại, cách tốt nhất để mà gì ạ? Để mà mình đối diện và vượt qua sợ hãi đó là đi xuyên qua nỗi sợ hãi. Ví dụ bạn sợ độ cao thì bạn lên thẳng độ cao, bạn nhìn xuống và cứ làm vài lần như vậy. Có thể lần đầu bạn rất là lo sợ, lần hai rất là sợ, nhưng mà các lần 3, lần 4 và lần thứ N nó sẽ giảm bớt sợ và đến cuối cùng là không sợ nữa. Và một số người đi xe cũng vậy. Đi xe mà say xe thì một số người người ta gì ạ? Càng sợ càng bỏ thì càng say xe. Nhưng mà sợ tiếp tục đi, cứ đi vài lần và sau đó đi được xe. Đó là cái điều mà tôi nói các anh chị, đó là cách chức, đó là cách gì ạ? Tiếp cận trực tiếp cái gì ạ? Cái nỗi sợ hãi của mình. Cũng vậy ở trong mục tiêu, cách tốt nhất để đạt mục tiêu đó là tiếp cận trực tiếp cái mục tiêu đó. Làm sao có thể trực tiếp đi vào mục tiêu đó thì chúng ta thành công. Đó là cách tiếp cận của theo cái hình thức gọi là lưỡi dao Occam.